Thưa quý vị, những cơn mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vẫn kéo dài, nhưng trong đêm nay và sáng ngày mai, khu vực vùng núi Bắc Bộ còn có thêm cả những cơn mưa rào. Dự báo đến trưa và chiều mai, những cơn mưa rào này không còn, miền Bắc có một khoảng ngắn trời tạnh ráo nhưng không có nắng, nên nhiệt cao nhất cho ngày mai ở Bắc Bộ vẫn duy trì ở ngưỡng từ 20 đến 23 độ. Với các tỉnh thành phố miền Trung, khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh chịu tác động yếu của gió đông, nên đêm nay và sáng mai cũng có mưa nhỏ, mưa phùn và cả sương mù trộn lẫn. Còn ngày mai mưa ẩm giảm dần, trời có nắng, nhiệt độ sẽ tăng lên ngưỡng là 26 độ. Trong khi đó, vùng từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận đêm nay chỉ có mưa ở một vài nơi, ngày mai trời nắng sớm. Mức nhiệt cao nhất cho ngày mai sẽ tăng lên ở ngưỡng từ 27 đến 30 độ, cục bộ có nơi nhiệt độ cao hơn. Đối với Tây Nguyên và Nam Bộ, từ hôm nay trời đã nắng mạnh trở lại. Dự báo ngày mai tiếp tục là một ngày không có mưa, nắng sớm, cường độ nắng mạnh và thời gian nắng kéo dài. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở Tây Nguyên sẽ ở ngưỡng từ 29 đến 32 độ, trời mát mẻ về đêm và sáng. Trong khi đó ở khu vực Nam Bộ, mức nhiệt cao nhất ngày mai cũng sẽ tăng lên ở ngưỡng 33 đến 34 độ, trời nóng về trưa và chiều. Trên biển ở khu vực huyện đảo Hoàng Sa, gió đông bắc đến đông ở mức cấp 3, cấp 4. Ở khu vực huyện đảo Trường Sa, gió đông bắc cấp 5, mưa một vài nơi, tầm nhìn xa tốt.